Hello, mến chào buổi sáng tất cả quý vị khán giả nha. Hiện tại thì mình đang đứng ở cầu Mỹ Thuận 1 ha. Thì hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cập nhật những cái tiến độ mới nhất của cầu Mỹ Thuận 2 cho tất cả các cô chú anh chị khán giả được biết nha. Thì đứng ngay tại vị trí này thì mình nhìn qua cầu Mỹ Thuận 2 đang xây dựng là rất là gần luôn. Và khoảng cách giữa hai trụ tháp T15 bờ Tiền Giang và trụ tháp T16 bờ Vĩnh Long ngày càng gần nhau hơn. Và hình dạng của cầu Mỹ Thuận 2 ngày được hình thành mỗi ngày dần dần hoàn thành ha. Nghe nha, mình xem quá gần luôn ha. Đây, ngay tại vị trí này nhìn đôi bờ quá gần nhau rồi. Thì sáng sớm hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cập nhật những cái tiến độ mới nhất của cầu Mỹ Thuận 2 cho tất cả quý vị khán giả được biết nha. Đầu tiên thì mình sẽ cập nhật cái phần đường dẫn của bờ Vĩnh Long dài qua Tiền Giang cho các quý vị khán giả được biết nha. Ở đầu điểm đầu của tuyến cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ thì mình thấy là hôm nay thì mình thấy là các anh đã tiến hành xe lưu nè, rồi làm những cái lối rẽ đồ này kia nè, rồi đổ cát này kia rất là nhiều ở đây. Máy móc thiết bị đang tập trung ở đây rất là nhiều luôn ha. Còn ở phần cầu Cái Đâu thì hôm qua thì các anh đã bơm bê tông cái phần đổ cầu rồi. Và vô đường dẫn thì các anh chưa có thẩm nhựa hoàn thành ha. Mới thẩm nhựa được có 50% thôi, chưa tiến hành kẻ quẹt phân làn. Còn ở bên bờ Tiền Giang thì các anh đã kẻ dạch phân làn rồi luôn rồi. Còn ở trụ T17 nè, thì mấy hôm trước thì các anh đã tiến hành thử tải, nhưng mà hôm nay thì các anh đã hạ tải rồi và tiếp tục thi công cái dầm cục và nơi thi công ba bó cáp dây văng cuối cùng ha. Và cái bó cáp thi công rất là phức tạp luôn, nơi đó là chịu tải nhiều nhất luôn á. Rồi, cái phần xe đúc của cối dầm cả 10 thì các anh đã trượt ra rồi và đang chuẩn bị kéo cáp dây văng số 10 ha. Thì các anh đã căn chỉnh cái cục bót, cái ống dẫn hướng nơi neo cáp dây văng thì cũng vào vị trí xong hết rồi. Rồi những cái bó cáp, rồi những cái cuộn dây cáp thì các anh cũng đã sẵn sàng rồi. Thì có thể là thời tiết hôm nay nắng và không có mưa thì các anh sẽ tiến hành kéo cáp dây văng số 10 ha. Tổng số lượng là 16 bó cáp dây văng, hôm nay đã là cáp số 10, là còn 6 bó cáp dây văng nữa nha. Rồi, xích ra ngoài bờ sông thì khoảng cách quá gần luôn. Đây, cả nhà mình xem, từ bờ này qua bờ kia là khoảng cách là còn khoảng 120m nữa thôi. Do là mỗi bên là còn 6 dầm nữa là 120m ha, mỗi dầm là 10m. Thì mình thấy là các anh đang tiến hành thi công cái phần lắp đặt cốt thép ở khối dầm K10. Còn bên anh, các anh của cáp dây văng thì đang chuẩn bị kéo cáp dây văng số 10. Những cái cuộn cáp màu vàng vàng nè. Cáp càng ngày càng dài cả nhà ơi. Cáp số 10 này là dài tới 100 mấy chục mét lần ha. Càng về sau thì những cái bó cáp rất là dài và số lượng cáp trong bó ngày càng nhiều hơn rất là nhiều. Thì sáng sớm hôm nay thì mình sẽ quay cận cảnh hơn cái phần mà xe đúc của trụ T10-15. Thì hôm qua thì mình quay ở dưới thì mình không có thấy rõ, nhưng mà hôm nay thì cho cả nhà mình xem cái phần ở trên nè, nhìn rất là rõ luôn ha. Bốn ụ neo cũng đã đặt vào vị trí rồi và đang chuẩn bị cho cái quá trình kéo cáp. Còn ở phía bên trong thì sau khi trượt xe đúc rồi thì các anh đã tiến hành kéo cáp dàn gió ha. Đây cáp dàn gió phía bên dưới nè, hai cái bệ trụ phía bên dưới nè sẽ bắt kéo cáp lên dầm số 10 ha. Hôm trước thì dầm số 9 thì các anh cũng đã bắt được hai sợi cáp dàn gió, và hôm nay thì các anh trượt xe đúc rồi tiếp tục là sẽ bắt thêm hai sợi nữa ha. Do khi là mình trượt ra rồi á, là xe đúc này rất là nặng, tới 250 tấn, mà khi mà sợ cái trường hợp mà xảy ra dòng lốc gió lớn này kia đó thì mất cái thăng bằng cái dầm của mình, nên là các anh căng cáp dàn gió thì có nhiệm vụ là giữ thăng bằng cho cái dầm của mình đang thi công xây dựng ha. Còn ở phía bên trong trụ T14 thì các anh đang tiến hành thử tải ha. Đây, cái phần này là các anh thử tải nha.
cái cẩu đang đưa những cái khối bê tông khổng lồ để mà thử tải nè. Thì mỗi khối bê tông như vậy là nặng khoảng 5 tấn nha, mà các anh thử tải tới mấy trăm tấn lận, rất là nhiều cái khối bê tông ở trên này. Còn ở trụ T13 và dài xuống đường dẫn phía bên trong á, ở trong bờ đó, thì các anh đã tiến hành kẻ vạch phân làn, vạch kẻ đường xong rồi và đang chờ ngày hợp long lại với nhau ha. Và nơi đây là sẽ thi công cái dầm cục, là nơi neo ba sợi cáp di văn cuối cùng, giống như ở cầu Mỹ Thuận 1 ha. Chịu tải rất là nặng ở đây nên là các anh đã tiến hành thử tải rồi để mà mới tiếp tục thi công ngay tại vị trí này. Đứng đây nhìn rõ lắm cả nhà ơi. Này, cả nhà mình xem từ cầu Mỹ Thuận 1 và nhìn qua cầu Mỹ Thuận 2 thì khoảng cách là chỉ có mấy trăm mét thôi. Nhìn rất là rõ luôn. Còn ở dưới thì nhiều khi là mình quay thì cả nhà mình không có hình dung được cái khoảng cách là hai bờ nó rất là gần với nhau rồi. Ok, mình sẽ đứng ở bên bờ Vĩnh Long ở ngay cái chân cầu, mình nhìn ra thì sẽ không có rõ được như chỗ này ha. Thì mình sẽ cố gắng mình quay nhiều hơn và quay cận cảnh hơn để mà các cô chú anh chị có thể là thấy được những cái tiến độ mới nhất và hình dung được cái khoảng cách là ngày càng gần hơn ha. Dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2023, là cuối năm nay, thì bà con ở miền Tây của mình sẽ có thêm một cây cầu Mỹ Thuận là cầu cao tốc. Sau này là bà con của mình đi từ thành phố Hồ Chí Minh về Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau này kia sẽ đi cao tốc ha, sẽ giảm tải cho cầu Mỹ Thuận 1 cũng như là quốc lộ 1A. Hiện tại là những ngày lễ, những ngày Tết là kẹt xe rất là nhiều. Đây, cầu Mỹ Thuận được khánh thành năm 2000 nè cô chú anh chị. Có 6 làn đường ha. Hai làn đường thì dành cho xe cơ giới chạy, còn ở trong là làn đi xe đạp, đi bộ. Bên trong và trong đây. Còn phía bên dưới trụ T15 thì đơn vị bê tông đường thủy đã cập bến để mà chuẩn bị cho cái quá trình bơm bê tông những cái ụ neo, hình như là ụ neo số 11 thì phải. Đang trộn bê tông này ha. Còn ở phía bên trên đỉnh thì còn 7 cái lỗ cáp nữa ha. Sau khi kéo cáp số 10 thì còn 6 cái lỗ cáp nữa. Mỗi lần mà mọi người thấy cái hình chữ nhật, cái hình vuông vuông mà xanh xanh không? Đó, có cái vàng vàng đó. Ngay tại vị trí đứng làm việc đó, thì mỗi lần nâng lên như vậy thì các anh sẽ tiến hành zoom in thử tải để mà các anh đứng làm việc ở trên đó sẽ được an toàn hơn. Thử tải thì các anh đưa những cái khối lượng bao tải hay là những cái vật hơi nặng tí, các anh thử tải khoảng chừng vài trăm ký gì đó để mà khi mà các anh làm việc đứng lên trên thì mỗi anh như vậy thì trung bình là khoảng 60-70 kg, 80 kg, thì các anh phải tự tải nhiều hơn số lượng đó để mà đảm bảo an toàn khi mà đứng làm việc ở trên phía bên trên ha. Còn ở trên đỉnh tháp thì các anh lắp cái những cái thiết bị thu lon rồi thì phải, cất nắp rồi cũng xong xuôi rồi. Cái phần lan can phía bên trên thì các anh cũng đã xong xuôi hết rồi cả nhà ơi. Đang đưa những cái khối bê tông tiếp tục nè. Từ phía bên dưới còn rất là nhiều nè. Đây, từ phía bên dưới chân trụ T14 nè, còn rất là nhiều cái khối bê tông nè. Tiếp tục cẩu để lên ha. Đó là những cái tiến độ mới nhất của cầu Mỹ Thuận 2 sáng ngày 1 tháng 6 năm 2023. Trong video thì mình có nói những cái từ ngữ về chuyên môn xây dựng, những cái từ ngữ nào mà chưa đúng thì rất là mong các cô chú anh chị khán giả thông cảm ha. Thì mình cũng sẽ cố gắng mình thuyết minh, cố gắng mình nói như vậy để mà các cô chú anh chị hiểu được những cái nơi, những cái tiến độ mà mới nhất của cầu Mỹ Thuận 2. Thì cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Chúc tất cả các cô chú anh chị có một ngày làm việc thật nhiều năng lượng ha, và chúc tất cả các anh công nhân kỹ sư ở công ty Thuận 2 sớm
hoàn thành cầu Mỹ Đình 2 và vượt tiến độ xây dựng, giúp bà con của mình ở miền Tây sắp có một cây cầu đi lại được thuận tiện hơn, dễ dàng hơn ha. Rồi, bye bye cả nhà nha, hẹn cả nhà một video tiếp theo nha, bye bye. Khoảng một tuần nữa thôi là cả nhà mình sẽ thấy, à, hai tuần nữa thì cả nhà mình thấy là đôi bờ gần nhau hơn nữa ha. Đây, Vĩnh Long, Tiền Giang. Rồi, bye bye cả nhà nha.